Chỉ còn vài ngày nữa chúng ta sẽ bước qua năm 2024. Hôm nay hãy cùng mình điểm qua top những đội tuyển thành công nhất năm 2023 nhá. Top 5 Ranking Esports. Ranking Esports đã trải qua một năm khá biến động khi phải thay đổi chủ sở hữu đến tận 3 lần, từ HQ eSports, SBTC eSports, Kai Magic Esports và hiện tại là Ranking Esports. Đội tuyển này đã có những khoảng thời gian khó khăn, tuy nhiên trong năm 2023 đã gặt hái được rất nhiều thành công. Các thành tích mà đội tuyển này lần lượt đạt được trong 2023 bao gồm Top 2 VFL Spring 2023 chế độ sinh tồn, Top 5 đến Top 8 VFL Spring 2023 chế độ tử chiến, Top 6 VFL Summer 2023 chế độ sinh tồn, Top 6 VFL Summer 2023 chế độ tử chiến, Top 6 FFSI 2023. Với việc thi đấu ổn định, đội tuyển này có tổng cộng 2.342 mạng hạ gục và đem về giải thưởng hơn 851 triệu đồng. Cá nhân nổi bật nhất của team không ai khác chính là đội trưởng của đội Ranking, Neo. Neo đã cho thấy được sự trưởng thành của mình và dẫn dắt những người đồng đội vượt qua những giai đoạn khó khăn nhất. Top 4 Team Flash. Đại diện tiếp theo sẽ là cái tên khá quen thuộc với người xem Free Fire tại Việt Nam. Team Flash trong năm vừa qua vẫn cho thấy được sức mạnh của mình ở các giải đấu quốc nội. Đội tuyển này luôn nằm trong top các team mạnh nhất trong mỗi kỳ chung kết với bề dày thành tích cho thấy sự cố gắng của bản thân. Thành tích mà đội tuyển này đạt được trong năm 2023 bao gồm Top 1 VFL Spring 2023 chế độ sinh tồn, Top 34 VFL Spring 2023 chế độ tử chiến, Top 12 FFSI 2023, Top 4 VFL Summer 2023 chế độ sinh tồn, Top 4 VFL Summer 2023 chế độ tử chiến. Đây có lẽ là một năm khá thiếu may mắn của nhà vua khi chưa thể toát được ra những thành tích như kỳ vọng. Tuy nhiên, thông số của đội tuyển này không hề tệ khi đã ghi được tổng cộng là 3.652 mạng hạ gục và đem về tổng giá trị giải thưởng lên đến con số là 1 tỷ 290 triệu đồng. Cá nhân xuất sắc nhất trong team là tài năng trẻ của team Flash, Yangbin, khi tuyển thủ này luôn có mặt trong đội hình dù ở chế độ sinh tồn hay tử chiến. Top 3 Gogoof. Năm 2023 của Gogoof gần như gắn kết với số 2, hai lần bước đến trận chung kết chế độ tử chiến với những trận đấu đầy cảm xúc để rồi xếp thứ 2. Trong trận chung kết chế độ sinh tồn chỉ kém đội vô địch có đúng 2 điểm để rồi về nhì, bước đến giải Free Fire World Series nằm ở bảng thi đấu thứ 2 có 2 đội tuyển Việt Nam. Với những sự đặc biệt này, thành tích của đội tuyển đạt được trong năm 2023 bao gồm Top 6 VFL Spring 2023 chế độ sinh tồn, Top 2 VFL Spring 2023 chế độ tử chiến, Top 2 VFL Summer 2023 chế độ sinh tồn, Top 2 VFL Summer 2023 chế độ tử chiến, Top 11 Free Fire World Series 2023. Cá nhân nổi bật nhất của team chắc chắn không ai khác chính là Di Quang với tổng số 1.291 trên tổng số 3.946 mạng hạ gục mà đội tuyển này đã giành được. Cùng với đó, giá trị tiền thưởng mà đội tuyển này đạt được trong năm 2023 lên đến con số là 1 tỷ 405 triệu đồng. Đây được xem là một năm thành công nhất tính từ lúc đội tuyển này tham gia thi đấu chuyên nghiệp đến thời điểm hiện tại. Top 2 P SPORT. Sẽ thật thiếu sót cho top những đội tuyển thành công nhất 2023 nếu không có cái tên P Esports. DNP và đồng đội của mình đã có một năm đầy thành công sau khi chính thức thành lập và đổi tên thành P Esports. DNP và những người anh em cũ lần lượt đạt được những thành tích khá quan trọng. Bảng thành tích của đội tuyển này giành được trong năm 2023 bao gồm Top 3 VFL Spring 2023 chế độ sinh tồn, Top 34 VFL Spring 2023 chế độ tử chiến, Top 1 VFL Summer 2023 chế độ sinh tồn, Top 1 VFL Summer 2023 chế độ tử chiến, Top 12 Free Fire World Series 2023. Với thành tích này, P Sport đem về tổng cộng 2 tỷ 107 triệu đồng với lượng mạng gục cực lớn lên đến con số là 4.086 mạng. Trong đó, Nero là cá nhân nổi bật nhất với 2 lần giành được MVP, ghi đến hơn 1.289 mạng hạ gục cho đội tuyển của mình vào năm 2023. Top 1 WAG. Đội tuyển thành công nhất năm 2023 chắc chắn phải kể đến cái tên WAG. Đội tuyển này với lần quay trở lại đấu trường chuyên nghiệp đã để lại dấu ấn cực kỳ lớn với thành tích bao gồm Top 7 VFL Spring 2023 chế độ sinh tồn. Top 1 VFL Spring 2023 chế độ tử chiến. Top 3 VFL Summer 2023 chế độ sinh tồn. Top 34 VFL Summer 2023 chế độ tử chiến. Top 5 Free Fire World Series 2023. Tuy gặp khá nhiều khó khăn khi lần đầu quay trở lại đấu trường chuyên nghiệp, các thành viên trẻ của WAG đã ghi dấu ấn cực mạnh ở chức vô địch đầu tiên tại chế độ tử chiến. Với bộ khung không thay đổi, các chàng trai trẻ của WAG cho thấy sự trưởng thành của mình ở giải đấu sinh tồn thứ 2 trong năm và xuất sắc giành lấy tấm vé tham dự Free Fire World Series 2023. Phần thể hiện của họ tại Free Fire World Series 2023 là thứ mà tôi không cần phải nhắc lại. Không nói quá khi WAG là đội tuyển thành công nhất trong năm 2023 khi giá trị giải thưởng mà họ giành được trong năm lên đến con số là 2 tỷ 125 triệu đồng với tổng lượng mạ gục là 3.608. Tuy không thể hiện quá tốt ở giải đấu quốc tế Free Fire World Series, nhưng Cyrus là cá nhân nổi bật nhất trong team khi đóng góp đến tận 1.072 mạ gục trong năm qua. Trên đây là top 5 đội tuyển Free Fire thành công nhất 2023. Hãy để lại bình luận đội tuyển mà bạn yêu thích nhất và chúc đội tuyển ấy sẽ thành công trong năm 2024 sắp tới nha! Ấn đăng ký ngay và bật nút chuông thông báo của Huyền Thoại Sinh Tồn Free Fire eSports để cập nhật những thông tin thú vị và hòa mình vào những trận đấu eSports đỉnh cao.